Rồi mấy thằng này nó muốn nhận mẹ nuôi kìa. Mẹ nuôi vậy kìa. Mấy đứa giật lên lại. Đi xếp hàng rồi. Thấy giờ thấy biết bao nhiêu người muốn được như em mà không được á. Nên có xe rồi phải biết giữ xe chạy cẩn thận. Rồi hello anh em, hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Đó là mình giao cái con xe Z800 Candy cho một em trai. Sinh năm 2002. À, em đó thì vừa đi học vừa đi làm và phụ huynh hỗ trợ đó, phụ huynh đang ngồi chờ. Rồi qua đây, qua đây. À, hiện tại á, chờ một xíu nha anh em, chuẩn bị mình sẽ biến hình. Là mình đang tặng thằng em một cái lớp phủ nano. Giống nó dạng như là một lớp đề can này đó, nhưng mà nó là cái hóa chất phủ nano, xong rồi sẽ quay cho anh em cực kỳ đẹp luôn. Rồi ok nè. Rồi đây, xong chiếc xe anh em có thấy đẹp không? Đó là bây giờ hiện tại nha, mình tặng thêm một cây bô Agamovic nè anh em. Trên mạng comment nha, cây này biết bao nhiêu tiền rồi đúng không? Tặng chơi tết luôn á anh em. Cây này bây giờ tầm nhiêu ta quên rồi. Hồi đó là hình như là mình mua là gắn xe mình á, cái con mà Z8 của mình á, là hình như là 7 triệu mấy sao á. Anh em định giá lại cây này bây giờ hiện tại nhiêu luôn cổ nè. Thì mình tặng xe cái này. Rồi mình tặng cái này luôn nha anh em. Tại vì á, lúc trước chủ xe giao cho mình là không có cây bô zin, chỉ có cây bô này thôi đó. Mình phải bỏ tiền hay mình tặng cái đại gì. Hồi trước mình có chơi Z8 nên mình còn dư cái này. Thì bây giờ mình sẽ giao xe cho em trai 2K2. Rồi ok, lên xe giờ đi luôn đúng không? Có tặng cây bô độ luôn á anh em, giờ để cho anh em nghe tiếng bô độ này cái. Cây bô bữa nào thì ghé lấy nha. Thích thay ra thay vô. Biết sao anh em? Anh giấu mẹ anh em, hiểu không? Vậy bữa anh thích ghé xe hơn. Dạ đúng rồi. Anh ơi mổ không được. Thích xuống, quên rồi hả? Vậy hả? Kéo xuống, kéo xuống. Nhẹ thôi nè, nhìn nha, hồi nãy anh chỉ rồi mà. Bên đây hả? Ừ. Gắt chân ở đâu? Từ từ, đề một xíu cho nó bơm nhớt. Rồi mới nạt lên. Ghê quá. Rồi nạt lên đó. Ok chưa? Cái đèn này á là cái đèn này là không cần lắp vợ sáng nữa nè, đèn led rồi rất là sáng. Hiểu chưa? Code pha nằm ở đây. Rồi nhớ giùm cái nha, nó cứng là em mở sai cách là nó không có lên. Cái gì chị hít, em mở sai cách là nó không lên nè. Cái tay nè, vậy đúng không? Gật xuống nè, nhẹ nhàng có ở đâu đó. Còn mở bình xăng nãy chị đúng không? Mở là phải mở nè, mở bình thường nè, thấy không? Thấy không? Mở lên là đổ xăng nè, khi mà mình đổ xong mình phải nhấn cái này xuống, nó mới vô cái khớp để nó tránh nước mưa, hiểu không? Đó. Rồi, bây giờ cho anh rồi. Xong rồi đó. Rồi. Xong giờ dắt xe về đúng không? Coi chừng anh mới phủ nano xong đen bóng. Cho anh em coi nè, rất là bóng mà nó để tay lên bây giờ nó mờ nè, thấy không? Lát nữa lau lại sạch à, lát nữa lau lại hết mờ tại đen đen. Rồi, thi chạy xe xuống đi. Anh coi nè, nhìn đâu đẹp luôn nè. Vỏ đồ là còn chỉ hết nha, giao xe là vỏ còn chỉ hết nha, nói thường nha. Sơn là hồi nãy mẹ thấy là dưỡng sơn rồi hết luôn rồi đó, làm hết từ anh Z rồi đó.
cái bộ mà gió thổi thế. Rồi em 2k mấy? Dạ em 2k3 anh. Nhìn người ta 2k2 nè, thấy không? Người ta 2k2, người ta đã được mua giấy tám rồi. 2k mấy? Em 2k1. 2k1 anh ơi. 2k1 chạy gì vậy? Dạ chạy winner. Ôi cù bắp ơi. Học hỏi đi nha. Rồi thằng này 2k mấy? 1k1. Rồi mấy đứa vô kia nhận mẹ nuôi đi mấy đứa. Lát nữa kia chị xuống thì nhận mẹ nuôi nha. Rồi, rồi, rồi. Ok. Gọi đi, gọi anh trai đi. Anh hai. Rồi ở ngoài nè. Này là do dấu tay. Này là do dấu tay hồi nãy đụng tay lên lau lại sạch. Anh phủ rồi đó, anh phủ lớp nano lên đẹp. Nè thấy không, dấu tay của em nha. Em ịnh lên là chưa. Còn cái chỗ cái đuôi nè, bóng đã không. Biết sao mỗi lần giao á, anh mấy chiếc này á, nhạy cảm anh phải quay clip. Tại vì trước khi anh giao lại xe nó đẹp từ trong ra ngoài, từ cái máy móc. Lỡ đi về không biết đi ra con này nọ phá xe rồi. Nè anh em nhìn cổ bô đây nè. Đó, này là công khai anh em coi đó, nhìn cổ bô. Cho cây bô riêu nè. Anh bia cho em không anh? Bia gì? Em màu tím. Màu tím là màu gì? Em màu tím. Anh quên rồi, tại chương trình nó cũng lâu rồi. Em chẳng còn ế. Màu tím là độc thân hả? Chị tính thứ ba. Ủa tính thứ ba chơi mô tô không nội? Phải không? Phải không á? Phải. Em bót gồng anh. Đồ má tớp tao mới chơi mô tô chứ, bót chơi mô tô không nội? Thì ra đây là nhân vật màu tím hả? Lên người ấy là ai đi? Đồ màu tím chơi mô tô. Đổi với khác anh đúng không? Dạ. Đổi đổi khác anh. Hồi đó anh lên người ấy là ai rồi? Anh là màu xanh đúng không? Xanh, độc thân. Độc thân là chạy mô tô, bây giờ em màu tím chạy mô tô lên sân khấu. Lên anh cho mượn xe lên, đăng ký đi, mùa 4. Rồi thôi giờ giao xe nha. Rồi bye bye anh em nha. Hẹn anh em những clip sau. Còn những anh em nào muốn đăng ký xin làm con nuôi thì cứ liên hệ nè. Vâng đi. Nhiều quá ma nè. Ốc Titan này mắc tiền lắm á nha. Mày có cái bộ trang cho con cái nha, ốc Titan này nè. Rồi về. Xong chưa? Rồi xong rồi. Rồi đầy đủ rồi nha. Rồi mấy thằng này nó muốn nhận mẹ nuôi kìa. Mẹ nuôi kìa. Kìa. Mấy đứa giờ đây lại. Đi xin mẹ rồi. Thấy giờ thấy biết bao nhiêu người muốn được như em mà không được á. Nên có xe rồi phải biết giữ xe chạy cẩn thận. Quan trọng là mình chạy cẩn thận nè. Rồi chạy từ từ thôi. Đường ra hầm thủ thêm. Hầm thủ thêm chạy thẳng cuối này là hỏi đường ta. Chạy cẩn thận thôi. Cứ 200 tiếng tới thôi. Đừng có chạy 40. Giỡn thôi, chạy cẩn thận nha. Giữ xe. Đổ xăng đi. Còn xăng báo xăng nó nằm đây còn nè. Còn xăng nha, còn hai cục xăng nè. Còn xăng. Từ từ thôi. Chờ mẹ chạy nữa, em chờ mẹ chạy nữa. Đá to phải đá lên hết. Đá một nửa. Ghê quá. Đá phải đá lên hết nè. Đâu. Vừa biết là giới tính thứ ba luôn á. Bữa giờ tưởng rồi á, chạy thẳng. Ủa vậy hả? Trời ơi, cộng lắm đó anh. Bữa giờ tưởng chạy thẳng. Bữa tưởng anh dành em biết. Anh chơi trong giới đó, anh chơi với lại những người chuyển giới đầu tiên luôn. Vậy hả? Đi mami ơi. Rồi. Vậy hả? Rồi, mấy đứa tiễn mẹ nuôi về kỳ vậy trời ơi. Là... Cho mẹ đi ơi. Ủa nó chạy vậy rồi sao mẹ nó dí kịp. Rồi, bye bye anh em.